Cứ mỗi lần mưa to là cống thoát nước giữa ngã tư Trần Nhật Duật, Nguyễn Khuyến thuộc phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột lại bị bật nắp và phun nước lên mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo quan sát của phóng viên, nắp cống có vẻ như bị hư bản lề, một phần bản lề bị gãy nhô hẳn lên mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Được biết, nắp cống này bị hư đã hơn một năm nhưng vẫn chưa được khắc phục.